Thưa quý vị, mỗi dịp Tết đến xuân về, chúng ta lại nghĩ đến không khí sum họp gia đình và muốn trở về quê hương. Và trong không khí của những ngày đầu năm mới dương lịch 2015, tôi rất hân hạnh giới thiệu đến quý vị một vị khách mời đặc biệt, một Việt kiều Pháp không chỉ trở về quê hương Việt Nam trong vài ngày Tết ngắn ngủi mà đã trở lại để thực hiện hàng loạt dự án làm giàu cho quê hương, hỗ trợ cộng đồng trong hàng chục năm qua. Chị là Nguyễn Nga, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư NN. Có lẽ nhiều người trong quý vị đã nhận ra vị khách mời của chương trình ở một vai trò nổi tiếng khác, bởi chị chính là nữ kiến trúc sư đau đáu ước mơ bảo tồn và cải tạo cầu Long Biên của Hà Nội với một loạt các dự án có tiếng vang trong thời gian qua. Nhưng tôi cho rằng là ít người biết đến chị trong vai trò một doanh nhân. Và đây là dịp để chúng ta tìm hiểu nhiều hơn về chị. Trước tiên, mời quý vị khán giả theo dõi phần giới thiệu sau. Chị Nguyễn Thị Tuyết Nga thường được biết với tên gọi là Nguyễn Nga, một cái tên gắn liền với Maison des Arts, ngôi nhà nghệ thuật. Không chỉ là một nhà làm nghệ thuật như đại đa số chúng ta thường nghe, mà chị còn là một nhà quản lý và kinh doanh tài ba. Năm 1987-1990, chị liên doanh với công ty Pika Pháp xây dựng dự án than hoạt tính Bến Tre, tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm và hàng triệu đô la Mỹ mỗi năm cho Bến Tre phát triển bền vững. Năm 1989-2004, chị dự mở công ty Batech, công ty tư vấn, đầu tư, chuyển giao công nghệ và đối lưu giữa cương vị giám đốc. Sau đó, kết hợp với các công ty của Pháp xây dựng các dự án cấp nước và xử lý nước thải Hà Nội, Hà Đông, Hội An bằng nguồn vốn ODA. Từ năm 2006 đến nay, chị thành lập công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển NN, giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Tiếp đến, năm 2011, mở công ty tư vấn đầu tư và phát triển cầu Long Biên, đồng thời xây dựng nhiều dự án sản xuất kết hợp du lịch sinh thái như Bon Village, dự án sản xuất trà sang tuyết suối Giàng, kết hợp với du lịch sinh thái, sản xuất và tạo thương hiệu cho muối cao cấp Bạch Long kết hợp du lịch sinh thái Nam Định. Vâng, xin chào chị Nguyễn Nga. Rất cảm ơn chị trong những ngày đầu năm mới đã dành thời gian cho diễn đàn CEO của kênh truyền hình VTV ạ. Xin chào Hoa Lê và rất là cảm ơn cho tôi có được tham dự cái chương trình này trong dịp đầu xuân dương lịch. Vâng ạ. Có lẽ là kênh truyền hình VTV cũng đã thực hiện rất là nhiều chương trình với chị Nguyễn Nga, trong đó thì có nói nhiều đến những cái hoạt động về văn hóa của chị. Thế nhưng mà một diễn đàn CEO dành cho các doanh nhân thì chưa có cái sự góp mặt của chị, và đây có lẽ là chương trình đầu tiên mà chị Nguyễn Nga có tham dự. Vậy thì qua phóng sự vừa rồi cũng thể thấy rằng là chị có rất là nhiều vai trò, và quả thực như là phần đầu tôi đã nói thì có ít người biết đến chị với vai trò là một doanh nhân. Như vậy gọi chị như thế nào bây giờ ạ? Một kiến trúc sư, một doanh nhân hay là một người làm nghệ thuật ạ? Tôi không biết là phải nên gọi bằng từ nào, nhưng mà tôi thấy có một cái từ mọi người mới đây gọi tôi là doanh nhân văn hóa, thì tôi nghĩ nó cũng có cái phần nào đúng. Bởi vì đối với tôi, từ khi mà tôi đi về về giữa Pháp với Việt Nam thì tôi toàn là làm việc qua những cái công ty, thì tôi là doanh nhân, nhưng mà doanh nhân đầu tư vào lĩnh vực văn hóa nhiều. Vâng. Và tôi cũng có đầu tư những lĩnh vực khác như là cấp nước, thoát nước và than hoạt tính Bến Tre, cái than gáo dừa làm thành than hoạt tính, cấp nước hoặc thoát nước hoặc bảo vệ môi trường. Thì cái tiêu chí của cái việc mà tôi đầu tư vào từng dự án thì nó có 5 tiêu chí. Ở trong đó đầu tiên tôi nghĩ là phải nghệ thuật. Tại vì tôi nghĩ trong tất cả mọi công việc mình làm, văn hóa nghệ thuật là một cái vấn đề rất là quan trọng. Văn hóa nghệ thuật là nó đưa một dân tộc có được đẳng cấp đó. Và văn hóa nghệ thuật cũng là một cái sự trường tồn cho một dân tộc. Vậy khi tôi nghĩ rằng khi tôi tìm hiểu về dân tộc Việt Nam thì chúng ta đã có 1.000 năm Bắc thuộc. Thì qua 1.000 năm đó, nếu chúng ta đã không bị đồng hóa, tức là chúng ta đã có một nền văn minh, đã có một cái văn hóa đặc sắc và đủ mạnh để chúng ta cưỡng lại và không bị đồng hóa. Thì tôi nghĩ cái vấn đề văn hóa là vấn đề vô cùng quan trọng, nhất là thời hòa bình. Thời chiến thì chúng ta không nói làm gì mấy, tại vì chiến tranh cũng vậy, chúng ta chiến tranh để bảo vệ một cái gì, một cái đặc thù của một dân tộc. Đó, sự tồn tại của một dân tộc. Và nhất là khi sau chiến tranh, thời kỳ hòa bình, thì tôi nghĩ cái vấn đề văn hóa, nghệ thuật là một vấn đề rất quan trọng đối với một dân tộc. Cho tới bây giờ, chúng ta thường thấy ở phương Tây, những nước mà rất là phát triển, thì họ phát triển ghê lắm cái văn hóa và nghệ thuật.
Trong khi nước ta mới hòa bình được thiết lập lại được dạo sau này thì tôi nghĩ rằng mọi người đang còn phải đi lo cái miếng cơm manh áo và làm giàu cho đất nước, thì tôi nghĩ rằng không được bỏ quên cái vấn đề truyền thống văn hóa của chúng ta. Vâng. Phải tìm lại và giữ lại và bảo tồn nó và phát triển như thế nào để vâng. trong cái thời kỳ hội nhập này có thể tỏa ra thế giới và người ta biết dân tộc Việt Nam là dân tộc như thế nào. Tôi nghĩ đây là một vấn đề rất quan trọng. Vì thế mà tất cả những cái dự án mà tôi đầu tư vào ở Việt Nam này từ suốt 25 năm nay thì toàn có một cái tính cách văn hóa, và không những văn hóa, nghệ thuật mà lại phải có cái vấn đề về chuyển giao công nghệ. Vì tôi nghĩ đất nước chúng ta hiện nay vô cùng cần một cái sự chuyển giao công nghệ về, và khi chuyển giao công nghệ về phải có đủ cái tri thức để mà triển khai, thì để làm gì? Để phục vụ cộng đồng và bảo vệ môi trường. Vâng ạ. Những chia sẻ vừa rồi của chị khiến tôi có thể là trả lời được rất là nhiều thắc mắc từ trên giờ của tôi. Cái thứ nhất là chị chia sẻ về việc là những cái hiểu biết, những cái tri thức mà chị có hiểu được về văn hóa Việt Nam, về dân tộc Việt Nam, nó bắt nguồn từ cách đây mấy chục năm, từ trước khi chị về nước, chứng tỏ là chị đã có được những cái kiến thức ấy cho mình ở bên kia, ở địa cầu đúng không ạ? Từ một đất nước Pháp xa xôi, chị cũng đã luôn luôn đau đáu một cái niềm yêu dân tộc và yêu quê hương để có thể tự có được cho mình những cái kiến thức như vậy. Cái thứ hai là những chia sẻ của chị cũng giải đáp cho tôi được một cái thắc mắc mà tôi đang định hỏi chị ạ. Thứ nhất là khi tiếp xúc với chị, một người phụ nữ Hà Nội gốc, yêu nghệ thuật, sống trong một căn nhà có thể nói là thấm đẫm không gian nghệ thuật ạ, và làm về những cái dự án nghệ thuật, thì tôi nghĩ rằng là chị là một nghệ sĩ. Tuy nhiên khi mà nhìn qua phần tiểu sử của chị với những cái dự án kinh doanh của chị thì lại thấy rằng là chị hay có những hoạt động liên quan đến như là xử lý nước và môi trường ạ. Tôi lại nghĩ chị là một nữ kỹ sư ạ. Vậy thì bây giờ có những gì liên quan ở trong hai cái hướng hoạt động này của chị không ạ? Tôi nghĩ rằng là thứ nhất, gốc tôi là người Việt Nam. Vâng. Mặc dù tôi có sống ở nước ngoài rất nhiều năm, tôi sống ở Paris như vậy là 40 năm rồi. Vâng. Và tôi sống ở nước ngoài thì rất là nhiều năm, hơn 40 năm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là khi người ta đi ra nước ngoài từ sớm thì người ta cũng như là một người con ra khỏi gia đình, có cái cơ hội để biết, hiểu biết nhiều hơn. Các cụ thường nói rằng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Vâng. Thì khi đã được đi rồi thì chúng tôi cũng được học rất là nhiều. Tôi nghĩ đến một người Việt Kiều đầu tiên mà tôi được biết là Bác Hồ. Vâng. Là Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh nếu không có 27 năm lưu lạc ở nước ngoài thì làm sao có thể có được một cái nhìn sâu sắc và hiểu biết dân tộc mình, hiểu biết các nước trên thế giới để mà dẫn dắt dân tộc đi đến được, thiết lập được lại hòa bình và độc lập. Đó, tôi nghĩ chúng tôi là những người Việt Kiều cũng đi trên con đường ấy, và khi đi ra khỏi Việt Nam, khỏi Tổ quốc Việt Nam, chúng tôi thường chạnh lòng khi thấy mà đất nước người ta, tại sao người ta thiết lập được một cái đất nước văn minh thế, giàu có thế, mà trong khi đất nước ta đang còn nghèo, đang còn thiếu thốn đủ mọi thứ như vậy. Thành ra tôi nghĩ bất cứ người Việt Kiều nào sống ở các nơi trên thế giới đều có một cái mong muốn là làm sao chúng ta lấy được tất cả những cái tinh hoa, những cái hiểu biết đó, những cái trải nghiệm đó, những cái học được công nghệ đó để mà mang về góp công, góp sức cho Tổ quốc, để làm cho Tổ quốc giàu mạnh hơn. Thì tôi nghĩ rằng người nào cũng có một cái mong muốn như vậy. Tại vì chảy trong dòng máu họ là một cái dòng máu Việt Nam, mà người Việt Nam luôn luôn có cái niềm tự hào về đất nước mình. Đất nước mình đã có mấy nghìn năm văn hiến, đất nước mình cũng đã có những con người rất là vĩ đại. Và hai cái người đầu tiên mà tôi vô cùng tự hào khi tôi ở nước ngoài là Hai Bà Trưng, là những người phụ nữ Việt Nam đầu tiên mà đánh đuổi quân xâm lược phương Bắc để mà bảo vệ cái hòa bình cho dân tộc. Thì tôi nghĩ rằng chảy trong dòng máu tất cả những người phụ nữ Việt Nam mà sống ở Việt Nam hay sống ở nước ngoài là một cái dòng máu anh hùng đấy. Thì tôi nghĩ rằng ai cũng mong muốn trở về để góp công góp sức làm giàu cho quê hương mình. Tôi nhận thấy rằng là bên cạnh những cái dự án về nghệ thuật thì chị cũng đã
trong thời gian gần đây chị cũng đã chuyển hướng sang cả những cái dự án về bảo vệ môi trường, về sinh thái, về du lịch và nghỉ dưỡng. Từ đâu mà chị có những ý tưởng như vậy ạ? Tôi không nhắm kinh doanh bằng nghệ thuật. Nghệ thuật chỉ là, đối với tôi chỉ là nó làm đẹp cho cuộc sống. Còn kinh doanh thì đó là những cái dự án kinh doanh thật. Kinh doanh nó có nghĩa rằng là mình làm giàu không phải chỉ cho mình. Kinh doanh đối với tôi làm giàu cho cả cái cộng đồng. Và một cái dự án kinh doanh thì thường nó, đối với tôi, nó vẫn phải mang cái tính nghệ thuật, nhưng mà nó là một cái sự phát triển nó bền vững. Tức là hiện nay tôi nhận thấy có những cái điểm mà tôi muốn đi vào, và tôi nghĩ rằng là Việt Nam đang rất là cần thiết. Thứ nhất, ngoài cái việc mà tôi rất là đang tâm huyết hiện nay là xây dựng một cái biểu tượng làm du lịch cho Hà Nội đó, thì tôi cũng quan tâm đến vấn đề môi trường của Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đất nước Việt Nam là một đất nước được thiên nhiên rất là ưu đãi. Thiên nhiên đã cho chúng ta một cái đất nước, mình không nói ngoa là rừng vàng biển bạc. Chúng ta có những cái giá trị thiên nhiên rất là lớn. Tôi lấy ví dụ như là Vịnh Hạ Long, tôi lấy ví dụ như là gọi là Sapa, như Đà Lạt, như là những vùng Tây Bắc. Và hiện nay mới đây chúng ta vừa khám phá ở miền Trung lại có những cái điểm vô cùng đẹp, như ví dụ như là Sơn Đòn, là coi như là chưa có một cái hang nào trên thế giới đẹp mà lớn đến như thế. Thì tôi nghĩ rằng mình có những cái điểm rất là đặc biệt, nhưng mà có lẽ là mình chưa ý thức được cái giá trị của những cái điểm ấy, và mình có những cái hành động khai thác ngắn hạn với lại cái tầm nhìn rất ngắn. Và rất nhiều người đến nói với chúng tôi rằng là hiện nay Việt Nam đang giết con gà đẻ trứng vàng cho mình. Cái chúng ta cần phải quan tâm về mới khám phá ra những cái nơi mà nó chưa bị phá. Thành ra chúng ta phải có một cái chính sách rất là đứng đắn, rất là đúng để mà bảo tồn và phát triển như thế nào. Tôi lấy một cái ví dụ, từ Hà Nội lên đến Sapa thì ở giữa đường đó thì là có một cái khu vực là thuộc Yên Bái. Thì tôi nghĩ rằng vì đường xá nó chưa có được phát triển tốt, thành ra cái khu đó vẫn còn giữ được cái tính nguyên sơ của nó với cái dãy Hoàng Liên Sơn. Thì tôi nghĩ cái khu này cần phải giữ rất kỹ, phải cẩn thận trong tất cả các phương pháp đầu tư vào để làm sao giữ được cái khu đó trở thành một cái khu thực sự là sinh thái. Sinh thái phải hiểu nghĩa là không phải là chúng ta bảo là sinh thái chúng ta làm bê tông vài cái con suối xong rồi dựng những cái con cá heo lên bằng bê tông hay thạch cao gọi là sinh thái. Không, sinh thái là thiên nhiên phải giữ lại nguyên bản như thế. Khi mà tôi xuống tham quan ở cái khu vực gần Nghĩa Lộ, Văn Chấn thì tôi thấy riêng cái khu này nó còn rất là đẹp. Nó còn ở cái khu Mù Cang Chải, và đồng thời nó có một cái thẩm hang, có cái suối nước nóng ở xã Sơn Na. Thì tôi đã rất là mong muốn là góp phần để mà xây dựng cái khu đó trở thành một cái bảo tàng cổ của người Thái, và khôi phục cái mảnh đất lại với cái truyền thuyết nàng Han, với những cái thiên nhiên đã cho cái khu vực đó, bằng một cái phương pháp nó chỉ làm tôn cái nơi đó lên mà không bê tông hóa đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái khu vực Yên Bái đó là khu vực rất là quan trọng. Còn lại là chúng ta phải thận trọng vô cùng khi mà triển khai đó. Và hiện nay có những vấn đề là con em với lại người dân tộc ở đấy thì rất là nghèo. Ngay cái suối Giàng tôi vừa mới đi hôm qua trở về đó, thì tôi thấy rằng những người dân tộc đó là những người Hờ Mông Si, người ta đã giữ lại cho chúng ta từ cả 10 đời nay những cái cây trà cổ thụ suối Giàng đó, và để cho chúng ta có được một cái núi trà đó mà có thể nói là cái gốc, cái gọi là cái nôi của cây trà của thế giới ở trong cái dãy đó, thì chúng ta phải cần có một cái cách khai thác tốt hơn, và đồng thời giúp cho những người dân tộc Hờ Mông Si người ta xóa đói giảm nghèo và người ta biết sống tốt hơn
với cái những cái sản phẩm mà chúng ta phải nâng cao cái giá trị nó lên và giúp người ta không làm hỏng đất ở đấy để có thể khai thác cái trà đó như là một giống trà quý. Thì tôi nghĩ rằng cái vai trò của những người Việt Kiều như tôi chẳng hạn sống ở nước ngoài rất nhiều và chúng ta đã từng thấy trà của các nước cũng tỏa ra châu Âu rất là nhiều. Riêng có cái trà rất quý ở Suối Giàng thì tôi nghĩ là chưa khai thác được đúng mức. Nó phải trở thành một cái thứ trà vô cùng quý bởi vì nó là một cái cây cổ thụ. Và chúng ta cũng phải nghĩ đến những cái người đã có công giữ nó trong bao nhiêu năm nay. Thành cái dự án của chúng tôi ở đấy không chỉ là cái dự án mà khai thác cái trà này và làm du lịch, nhưng mà chủ yếu là giúp cho những người dân tộc Cờ Mông Si họ có được cái công ăn việc làm nó đúng nghĩa hơn. Cái số tiền mà người ta mang về lại cho người ta từ cái nguồn trà ấy, nó phải giúp cho người ta xóa đói giảm nghèo thực sự, và con trẻ con người ta được đi học đến nơi đến chốn, và đồng thời họ góp phần giữ cái trà này tiếp tục cho dân tộc Việt Nam, cho Yên Bái để mà phát triển kinh tế cho cả vùng. Tức là từ những cái sự cái nỗi trăn trở của chị về cái ngành du lịch, chị cũng đã xây dựng những dự án của riêng mình để có thể góp phần là tôn tạo và giữ lại những cái nét đẹp về thiên nhiên, về cái mảnh đất vẫn còn hoang sơ của đất nước. Và cũng chính trên những cái chặng đường như vậy mà chị cũng đã phát hiện ra những cái sản vật quý của Việt Nam để có thể góp phần sản xuất và tôn tạo và giữ gìn những cái sản phẩm như vậy, đúng không ạ? Vâng. Đồng thời cũng góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Vâng. Đây là những hoạt động rất là quý ạ. Vâng, tôi nghĩ rằng mình đi bất cứ đâu. Vâng. Ngay một lần tôi được bạn bè dẫn về Nam Định, chẳng hạn để thấy được cái ruộng muối của Bạch Long. Và tôi thấy sao, tại sao cái người diêm dân người ta lại khổ như thế? Vì chỉ thiếu một cái sự cái kiến thức. Và người diêm dân là cái người khổ nhất ở cái vùng đó. Họ bán, cái khai thác cái muối đó mà họ bán chỉ được 1.000, có khi còn dưới 1.000 một ký, mà khai thác rất là vất vả. Rút cục rồi chỉ có những người đàn bà già nua hoặc là trẻ con, cứ còn lại những cái ruộng muối. Trong khi đó tôi biết ở bên Pháp là có những cái ruộng muối kia không mà biết khai thác thì nó có những cái điều kiện giống như muối của Bạch Long. Mà nếu chúng ta biết khai thác thì chúng ta có thể nâng cái giá trị của muối đó lên gấp 10, gấp hàng trăm lần. Chúng ta chỉ cần thêm vào đó một cái quy trình công nghệ để muối có thể trở thành muối tẩm hương liệu cho spa, muối giúp đỡ cho sức khỏe, muối để cho những cái nhà hàng thật sang. Thì tôi nghĩ rằng là cái sự thay đổi nó chỉ có một chút thôi, nhưng mà chúng ta phải nhìn ra được vấn đề và thì chúng ta mới có thể giúp được những người diêm dân đấy để người ta có thể thoát khỏi cái nghèo đó. Ví dụ như tôi được biết có một lần tôi mở truyền hình ra và tôi thấy người nông dân đang trả ruộng lại nhà nước vì họ làm ruộng họ không thể sống được đủ. Tôi nghĩ rằng cái vấn đề cho tới bây giờ là chúng ta không tạo ra được cái giá trị cao sau thu hoạch nông sản để mà giúp cho những người nông dân. Thành ra những người nông dân vẫn dậm chân tại chỗ, rất là khổ sở, mà nhiều khi chỉ cần một chút cái sự suy nghĩ và chuyển giao một số cái công nghệ về. Tôi lấy ví dụ như là hôm tôi thấy cái vấn đề mà người ta phải trả lại ruộng cho nhà nước và không muốn làm ruộng nữa, thì tôi nghĩ rằng là nếu mà cải tạo đất chỉ bằng những cái phân vi sinh để cho người ta có thể có được cái thứ gạo sạch, và người ta cũng đã bắt đầu mầy mò đi tìm ra những cái giống gạo mà nó thuần chủng, nó có sức kháng rất tốt, thì chỉ cần giúp cho người ta khôi phục lại được cái giống gạo đó và đồng thời có thể là sản xuất từ một ký gạo nó lên đến mười mấy lít sữa, đến 20 lít sữa gạo để giúp đỡ cho những người mà không có cái enzyme tiêu hóa sữa có thể sử dụng cái sữa gạo nó một cách rất là tốt vì nó rất là thân thiện. Bao nhiêu trẻ em, bao nhiêu người già, bao nhiêu những người mà nuôi con có thể uống cái sữa gạo đó mà nó rất tốt, mà trong khi đó chúng ta có thể tăng cái sản phẩm đó lên một cái giá trị rất cao để cho cái người nông dân sản xuất gạo người ta có được cái nguồn thu nhập nó tốt hơn. Thì tôi nghĩ rằng hiện nay đất nước chúng ta có
những cái đất nước chúng ta có những cái điều rất quý như là thiên nhiên đã tặng cho chúng ta không chỉ có một mảnh đất rất xanh và một mảnh những con người cũng rất là chăm chỉ, thông minh, tháo vát. Chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần công nghệ. Chúng ta cần ở trong, nhất là những cái năm nay là cái năm mà hàng loạt các cái hiệp định về giao thương được ký, thì tôi nghĩ rằng có một cái lực lượng là Việt Kiều chúng tôi nằm ở các nước trên thế giới có thể là đóng góp cái sự hiểu biết của mình ở trong cái cách chuyển giao công nghệ về để giúp cho người nông dân có thể tăng cái giá trị của sản phẩm họ lên rất nhiều lần, và chúng tôi có thể giúp được cái gọi là làm cái packaging làm sao cho cái sản phẩm đó nó có được cái tiêu chuẩn để xuất khẩu tốt, nó có được cái hình dáng phù hợp đẹp hơn, và chúng tôi có thể tìm được cái đầu ra để cho có được cái sự thông thương đó, sự giao thương đó một cách tốt hơn. Tức là cái vai trò của những người Việt Nam ở trên thế giới có thể đóng được một cái vai trò kết nối rất lớn, nhưng làm sao để kết nối được để cho những người đó có thể về mà đóng góp được. Đó là một câu hỏi. Thì lại một câu hỏi và một câu chuyện mà chúng tôi cũng rất rất là muốn đề cập đến trong chương trình ngày hôm nay ạ. Tôi nhận thấy rằng là những cái điều mà chị vừa nói cũng chính là những cái trăn trở, những cái thiếu sót trong cái ngành sản xuất của chúng ta, khai thác những sản phẩm nông nghiệp như thế nào để có thể tăng tính cạnh tranh được. Và đấy là một cái câu chuyện đúng là rất là dài, chúng ta đã bàn bạc với nhau trong rất là nhiều diễn đàn và qua nhiều cái chương trình trong suốt nhiều năm vừa qua. À, có lẽ là cái điều mà như chị nói cũng rất là chính xác, đó là chúng ta thiếu một chút công nghệ và cả một tầm nhìn để có thể đưa được cái ngành sản xuất, ngành nông nghiệp của chúng ta lên một cái tầm cao mới. Qua những chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy là chị là một doanh nhân, là một nhà đầu tư mà nhìn đâu cũng ra tiềm năng. Chị đi đâu và chị cũng tìm thấy ở đó những cái tiềm năng để có thể khai thác. Và tôi nghĩ rằng là với những cái chia sẻ của chị như vừa rồi chị vừa nói đấy ạ, thì tôi thấy là có thể nếu mà chúng ta có được 100 Nguyệt Nga, 100 Nguyễn Nga hay là 100.000 Nguyễn Nga, thì quả thực là đất nước chúng ta đã có một bộ phận, một lực lượng kiều bào vô cùng quan trọng, có những cái đóng góp rất là thiết thực và ý nghĩa cho đất nước. Và cái điều quan trọng là chúng ta có những chính sách như thế nào để thu hút kiều bào. Và nhân câu chuyện mà chúng ta vừa đề cập thì tôi xin được mời chị cùng với quý vị khán giả theo dõi phóng sự sau ạ. Trong bối cảnh Việt Nam đang ngày càng hội nhập với hàng loạt các hiệp định FTA được đàm phán và ký kết, thế giới đang hướng về Việt Nam như một thị trường đầy hứa hẹn, và trong đó có cả kiều bào Việt Nam. Số lượng kiều hối tăng không ngừng trong hơn 10 năm qua, từ 1,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2000 lên đến 11 tỷ đô la Mỹ vào năm 2013. Dự đoán con số này ước tăng 20% vào năm 2014. Lượng kiều hối đạt kết quả cao trong nhiều năm là vì quá trình đổi mới mở cửa hội nhập của Việt Nam đã đạt được những thành tựu như kinh tế tăng trưởng ở mức cao trong nhiều năm, năm sau cao hơn năm trước. Bên cạnh đó, cơ hội đầu tư vào Việt Nam ngày càng hấp dẫn hơn, nhiều lĩnh vực kinh doanh mới phát triển như chứng khoán, bất động sản, bảo hiểm, giáo dục, y tế đã tạo ra sức hút với kiều bào. Tiếp đến là do hiện nay có khoảng 4,5 triệu người Việt đang sinh sống tại trên 100 quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, có khoảng nửa triệu công nhân Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài qua chương trình xuất khẩu lao động. Theo đó, số lượng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gia tăng và xu hướng đầu tư trở lại quê nhà cũng tăng cao. Đa số doanh nhân Việt Kiều muốn quay trở về quê hương đầu tư, kinh doanh đều cho rằng chính sách thu hút nguồn lực của nhà nước ta đã thông thoáng hơn trước, thông qua việc bãi bỏ nhiều quy định về thuế, không hạn chế số lượng tiền, nhận và trả hàng bằng ngoại tệ. Người nhận kiều hối không phải chịu thuế thu nhập đối với các khoản ngoại tệ từ nước ngoài, chuyển về hoặc bắt buộc phải bán ngoại tệ cho ngân hàng. Người Việt Nam ở nước ngoài còn được tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc về thăm quê hương, mua nhà ở và đầu tư trong nước. Tuy nhiên, các kết quả huy động nguồn lực chưa đạt được như mong muốn. Về nguyên nhân khách quan, nền kinh tế thế giới tuy đã có dấu hiệu phục hồi ở nhiều nước phát triển nhưng vẫn chưa trở lại mạnh mẽ, chứa đựng nhiều yếu tố bất ổn, tạo tâm lý co cụm của bộ phận doanh nghiệp Việt Kiều ngày càng rõ nét. Bên cạnh đó, cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát của nhà nước còn khiếm khuyết, thiếu thống nhất, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp từ các nguồn lực.
Chính những yếu kém, bất cập trên là nguyên nhân khiến cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Kiều vẫn chưa mặn mà lắm với chuyện quay trở lại đầu tư ở quê nhà. Một hạn chế khác, đa số kiều bào tập trung đầu tư vào những lĩnh vực mang lại lợi nhuận nhanh như bất động sản, dịch vụ, du lịch, trong khi Việt Nam là một thị trường lớn với hơn 90 triệu dân, nguồn lực nhân công giá rẻ. Muốn thành công lâu dài, doanh nhân Việt Kiều cần tận dụng những lợi thế trong nước. Đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và hệ thống phân phối sản phẩm, quan trọng là nhà nước cần có chính sách ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa. Môi trường đầu tư cần rõ ràng và bình đẳng hơn, giảm bớt thủ tục hành chính ở cấp cơ sở để tạo niềm tin cho giới đầu tư. Qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy rằng là 4,5 triệu kiều bào là một cái con số vô cùng lớn. Tuy nhiên là số lượng kiều bào mà thực sự có những cái đầu tư mạnh và cho quê hương, cho đất nước thì có thể là chưa nhiều. Chị nghĩ rằng là đâu là thế mạnh của kiều bào khi mà đầu tư vào trở lại với Việt Nam ạ? Tôi nghĩ rằng cái cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài là một cái cộng đồng còn rất trẻ. Chúng ta mới chỉ có một cái thời gian ngắn. Tôi nghĩ cái cộng đồng lâu nhất có lẽ là cái cộng đồng mà ở Pháp, người Việt Nam đi sang Pháp. Tại vì chúng ta ngày xưa thì toàn là trí thức đi sang học bên đấy. Và chúng ta cũng có một cái cộng đồng từ cái xây dựng từ thời Bác Hồ sang Pháp. Bác Hồ là người Việt Kiều đầu tiên đi sang Pháp. Phan Chu Trinh, xong đến Nguyễn Ái Quốc. Thì tôi nghĩ đó là những người Việt Kiều ở cái cộng đồng Pháp nó có một cái truyền thống là mong mỏi mang cái kiến thức của mình về đóng góp cho quê hương đất nước. Thì tôi nghĩ rằng cái cộng đồng này nếu mà nói rằng có tiền tích lũy ở trong túi thì không phải là nhiều. Tại vì ở trong những xã hội mà nó đã phát triển rồi, như là Pháp, như là Mỹ, như là châu Âu đó, thì cái vấn đề mà thành tỷ phú có rất nhiều tiền ở trong túi thì tôi nghĩ là không nhiều. Nhưng cái cộng đồng Việt Nam nổi tiếng là những nhà khoa học lớn, là những con người rất là thông minh và đã từng ở trong những cái ngành khoa học, nghĩa là ở nhiều nước mà đóng một vai trò rất quan trọng. Thì tôi nghĩ là cái sự hiểu biết đó và cái chất xám đó nó rất quan trọng. Và người nào đã là người Việt Nam, tôi nghĩ rằng là đều mong muốn mang cái tri thức của mình, mang cái những cái mà mình hiểu biết nhất về để đóng góp cho quê hương đất nước. Bên cạnh những thế mạnh chắc chắn là có những thách thức phải không ạ? Là một người đã từng trải và có những hàng chục năm hoạt động tại Việt Nam như vậy, chị cho rằng đâu là thách thức đối với các kiều bào khi mà muốn trở lại đầu tư để phát triển đất nước? Tôi nghĩ rằng từ hơn 30 năm nay, chúng ta vẫn còn luẩn quẩn ở trong nước, vẫn chưa tìm ra một cái chính sách sao cho phù hợp để cho những người Việt Nam có thể về đóng góp được. Ngoài những người Việt Nam ở trong các nước Đông Âu cũ, những nước xã hội chủ nghĩa cũ, thì họ về dễ hơn và họ thích nghi được dễ hơn. Còn những người Việt Nam ở các nước xã hội tư bản đó, thì tôi nghĩ rằng ở đất nước mình chưa hiểu rõ những cái thành phần đó và chưa bắt được cái cầu nối. Tôi rất hy vọng từ nay trở đi, vì tôi đã bắt đầu thấy có những vị lãnh đạo trẻ và được gọi đào tạo rất là bài bản, có một cái nhìn nó mở rộng hơn, hiểu rõ hơn, và tôi hy vọng rằng họ sẽ tìm hiểu rõ đối tượng hơn. Và tôi nghĩ rằng cách tìm hiểu tốt nhất là mời chính những đối tượng ấy vào để mà trao đổi, để mà có được cái sự hiểu biết rõ hơn, có được cái sự kết nối thực sự. Và tôi nghĩ cái điều này cho tới bây giờ chưa làm được. Bởi vì nếu mà nhìn như là cái trường hợp của tôi là 25 năm nay tôi lặn lội, tôi về, tôi cũng đã đóng góp rất nhiều cái dự án mà vô cùng vất vả. Nếu mà có được một cái cơ quan, một cái nơi như là Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài hiểu rõ hơn và giúp đỡ tôi hơn, thì có lẽ là không phải làm được chừng 5 dự án hay 10 dự án, tôi có thể làm lên 20 dự án rồi. Và có những cái dự án rất lớn mà tôi đưa về Việt Nam thì gặp phải những cái khó khăn mà thực sự là tôi không có ai để giúp đỡ. Mình toàn phải bươn trải và trả giá
và những cái dự án đó và mất rất nhiều tiền bạc và thời gian. Và có những cái dự án nó chỉ vì mình không hiểu và mình chưa hiểu rõ cái hệ thống, thành ra làm hỏng những cái dự án lớn. Tôi lấy ví dụ ở trong nước bây giờ vẫn còn cái mà lệnh vua thua lệ làng chẳng hạn. Có những cái dự án mà chúng tôi có thể có được cái sự đồng ý từ trên xuống dưới. Ví dụ tôi lấy một cái ví dụ nhé, tôi đang chuẩn bị một cái lễ hội văn hóa các dân tộc vì hòa bình. Và tôi đã mời được, tôi đã có được 81 quốc gia đến treo cờ của họ, giới thiệu đất nước con người của họ và cái chữ hòa bình, và giới thiệu các cái doanh nghiệp họ làm ở Việt Nam như thế nào. 81 quốc gia đã có đăng ký để mà và có tài trợ chúng tôi để tham dự cái lễ hội văn hóa các dân tộc vì hòa bình trên cầu Long Biên. Chúng tôi đã có công văn từ văn phòng chính phủ, chúng tôi đã được duyệt chủ trương từ Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Tuy nhiên, xuống tới dưới là Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thì chúng tôi lại bị vướng. Ví dụ như thế là chúng tôi bị kẹt ở cái chỗ đó, và tôi nghĩ rằng sẽ được giải quyết, nhưng mà nhiều khi chỉ có cái vấn đề ở Việt Nam này thì có thể là chỉ có một ông gác cổng thôi, hay là một cái cơ quan ở bên dưới mà họ không có thuận thì họ có thể là khóa luôn cả một cái dự án lớn. Vâng. Để đấy, đó là một cái vấn đề mà ở Việt Nam chưa có giải quyết được. Và nếu mà chúng tôi có được cái sự giúp đỡ của cái gọi là Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, mà có thể giúp đỡ cho những cái người như tôi chẳng hạn, tôi nghĩ là nhiều lắm chứ không phải có một mình tôi, thì câu chuyện nó đã mở ra được rất rộng. Tôi biết rằng không phải chỉ có tôi đâu, trước tôi có rất nhiều Việt kiều từ Pháp về, và tôi cũng có một ông anh họ từ Mỹ về. Mỗi năm chỉ mong được cái gì chúng tôi về, chúng tôi mổ ở Việt Nam, chúng tôi cho 50 học bổng và tôi giúp gọi là nâng cao cái trình độ. Tại vì những người đó, ông anh tôi ở bên Mỹ, ông là một bác sĩ chuyên mổ về những cái mạch máu nổi tiếng ở bên Mỹ, và mỗi một năm ông muốn, mong muốn của ông là về để giúp, và ông mang 50 người học sinh về y khoa về và để mổ cho Việt Nam, và đồng thời cho 50 cái học bổng ở Việt Nam. Nhưng mà ông cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Với những cái thách thức như vậy thì là một người cũng có tiếng nói trong cộng đồng kiều bào ở nước ngoài cũng như ở Việt Nam, chị có những cái đề xuất nào để chúng ta có thêm được những cái chính sách để hỗ trợ nhiều kiều bào hơn nữa trở về xây dựng quê hương đất nước ạ? Tôi nghĩ rằng cần phải có một cái bộ phận hiểu rõ hơn và có được cái sự kết nối với những người mà khao khát mong muốn được về đóng góp cho Tổ quốc, và giúp họ để họ những cái công việc đó nó được thuận hơn. Tại vì tôi biết rằng nhiều khi có những cái vấn đề nó nhỏ thôi, nhưng mà nó có thể nó làm phá vỡ những cái dự án lớn mà mang lại cái lợi ích lớn cho đất nước. Nhiều khi nếu mà không có cái sự giúp đỡ thì chỉ vì vướng ở một cái lợi ích nhỏ của một cá nhân hay một nhóm nào đó thì một dự án lớn cũng có thể không thực hiện được. Đấy là cái mà chúng tôi rất là muốn là lưu ý. Và tôi nghĩ rằng nếu mà bây giờ có một, mà nhà nước xây ra một cái, thiết lập một cái kiểu như là một cái câu lạc bộ quy tụ những cái người mà trong rất nhiều ngành nghề Việt Nam trên thế giới, mời họ về để họ tham vấn cho chính phủ trong tất cả mọi ngành nghề, thì tôi nghĩ là họ là một cái mắt xích rất quan trọng. Bởi vì bất cứ cái công nghệ nào mà chúng ta cần mua ở nước ngoài, chúng ta phải cần có một cái sự hiểu biết của chính những người Việt Nam ở trên cái đất nước đó để đánh giá nó, để làm sao cho chúng ta mua về được có cái ưu thế hơn nhất, và quan trọng hơn nữa là có được cái tri thức để chúng ta sử dụng cái công nghệ đó làm sao cho tối ưu nhất. Nếu mà chính phủ xây dựng được một cái tổ hợp những người tư vấn đó, cũng như là, thì tôi nghĩ rằng đó là một điều rất quan trọng để giúp chúng ta trong cái năm mà tôi nghĩ cái năm 2015 này năm bản lề, vì có rất nhiều việc nó sẽ xảy đến. Và khi mà chúng ta ký hàng loạt tất cả các cái hiệp định
thông thường đó, thì chúng ta nếu mà chúng ta chưa có một cái sự chuẩn bị thì chúng ta cần phải có một cái nhìn nó từ phía ngoài vào và bảo vệ cho cái quyền lợi của Việt Nam, để chúng ta tranh những cái ký kết mà chúng ta trở thành những cái người sẽ luôn luôn một cái loại nô lệ mới, chỉ có cung cấp và làm dưới quyền hay của các cái công ty khác, nó vào nó mạnh hơn, nó cạnh tranh giỏi hơn, nó biết rõ hơn, nó đã nghĩa là được mài giũa trên thị trường thế giới kỹ hơn, thì chúng ta sẽ bị có một cái vấn đề là bị không làm chủ được một số công việc. Và tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề rất là quan trọng, và chúng ta cần phải nhanh chóng khai thác những người mà chúng ta gọi là một bộ phận không thể tách rời, thì hãy để cái bộ phận đó nó không tách rời, thì nó phải đứng ở trong cái cơ thể, được tham gia nhiều hơn, đúng không? Được tham gia được nhiều hơn, được có tiếng nói, được trân trọng hơn, thì tôi nghĩ rằng chỉ có cái lợi thôi. Rất là cảm ơn những đề xuất vừa rồi của chị. Vâng, quả thực là những cái khó khăn thách thức dành cho kiều bào khi muốn trở lại đầu tư tại Việt Nam là vô cùng lớn. Tuy nhiên là không thể phủ nhận được rằng là trong thời gian vừa qua thì chính phủ và nhà nước ta cũng đã có rất là nhiều những cái chính sách như là nghị quyết 36 và những cái chính sách về hỗ trợ tạo điều kiện cho Việt kiều có thể mua nhà ở hay là có những cái điều kiện thuận lợi hơn trong việc đầu tư. Tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam trong thời gian qua chắc chị cũng đã chứng kiến được những cái sự cải thiện đó. Vậy thì thông qua cái chương trình ngày hôm nay thì chị cũng có những cái thông điệp nào để gửi tới các kiều bào chưa có cơ hội và chưa có ý định trở về Việt Nam đầu tư xây dựng đất nước như là những cái kế hoạch mà chị đã có? Tôi biết có rất nhiều kiều bào ở các nước nhìn cái công việc tôi đang làm để xem rằng là một kiều bào như tôi về có muốn cố gắng đóng góp những cái sự hiểu biết, những cái mà mình trải nghiệm, những cái dự án của mình ấy, có thành công hay không, để mà họ thấy rằng là đất nước thực sự mở, có mở cửa hay không, có đón. Tôi chưa nói đến là tôi nhìn nếu mà chúng ta nhìn thấy Trung Quốc đó, họ cũng đã trải thảm đỏ để mời những cái người người Hoa mà sống ở nước ngoài về đóng góp cho quê hương đất nước, và những người đó về trong đất nước họ cũng đã rất là thành công. Thì tôi muốn nói với tất cả những người Việt Nam mà hiện nay họ đang băn khoăn, họ đang rất muốn đóng góp, họ đang băn khoăn, thì tôi cũng muốn nói với họ rằng trở về đất nước để đóng góp cho quê hương đất nước thì là đóng góp cho dân tộc Việt Nam, chứ không phải là chỉ có nghĩa là đóng góp cho một cái chính thể nào. Chúng ta phải nhìn đất nước ở một cái chiều dài lịch sử xa hơn. Chúng ta có được cái đất nước Việt Nam ngày hôm nay là cũng nhờ bao nhiêu thế hệ cha ông đã đổ xương máu để giữ lại cho chúng ta. Và nếu ngày hôm nay chúng ta tự hào tôi là người Việt Nam, thì chúng ta cũng có một cái trách nhiệm là phải đóng góp, phải trở về để đóng góp cái gì. Không phải là khi chúng ta sống ở một nước Pháp hay nước Mỹ nó văn minh, nó giàu có như vậy mà chúng ta bảo rằng khi nào đất nước Việt Nam chúng tôi như thế thì tôi sẽ về. Vì cái đất nước Pháp hay là đất nước Mỹ nó cũng đã xây dựng được cái ngày hôm nay của họ bằng bao nhiêu xương máu của những người đi trước. Vậy thì những người Việt Nam dù ta có ở đấy 40 năm, 50 năm, 60 năm, chúng ta cũng không bao giờ là người Mỹ, chúng ta không bao giờ là người Pháp, mà chúng ta vẫn là người Việt Nam. Vậy thì để có được một cái lòng tự hào là người dân tộc Việt Nam thì chúng ta phải có cái trách nhiệm về đóng góp để làm sao đất nước Việt Nam giàu, mạnh, công bình, văn minh, dân chủ như những các nước mà chúng ta đang sống ở bên đó. Và chúng ta để cái niềm tự hào lại cho con cháu chúng ta. Vậy kiểu gì nó cũng vẫn là cái dòng máu Việt Nam. Thế thành ra tôi cũng muốn nói rằng mặc dù có những cái khó khăn mà đang phải gặp, của những cái bất cập mà chúng ta đang gặp hiện nay ở Việt Nam thì cũng vẫn có cách giải quyết, mà cũng có cách giải quyết, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ vất vả, và không có một cái gì là không có cái giá phải trả. Và cái vấn đề chúng ta không phải chúng ta ngồi bên đó, mà chúng ta có thể đóng góp được cái gì cho quê hương. Và chúng ta nghĩ rằng nếu mà bây giờ mỗi một người Việt Nam mà
trí thức Việt Nam hay là trí thức hoặc là không trí thức mà đã là người Việt Nam có thể đóng một cái vai trò đại sứ của Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng với số 4 triệu rưỡi người Việt Nam trên toàn thế giới hiện nay là một cái lực lượng vô cùng lớn để mà mang lại được cái gì, đóng góp cái phần mình để xây dựng một cái đất nước Việt Nam, tổ quốc Việt Nam giàu mạnh hơn, dân chủ văn minh hơn. Và tôi nghĩ rằng là chỉ cần ý thức được rằng bây giờ đất nước Việt Nam không phải chỉ có riêng hình chữ S mà bốn phẩy năm triệu sứ giả của Việt Nam thì sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái việc xây dựng cái đất nước mình. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị, và quả thực rằng là những cái dự án của chị nó cũng đã vô cùng ý nghĩa. Những chia sẻ của chị tôi cũng nghĩ rằng là nó sẽ lay động trái tim rất là nhiều người. Và nhân cái không khí của đầu năm mới như thế này, tôi cũng kính chúc chị luôn có được cái sức khỏe và luôn có cái lửa, cái tâm huyết để thực hiện thêm nhiều những cái dự án có ý nghĩa như vậy cho đất nước. Vâng, rất cảm ơn chị một lần nữa. Dạ, rất cảm ơn. Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Vũ Hồng Nam đã nói, bản chất cao quý của dân tộc Việt Nam là đoàn kết, thống nhất, xuyên suốt chiều dài lịch sử, tinh thần đó luôn nổi trội. Đặc biệt trong thời kỳ đất nước đổi mới và đến nay thì đang tiến tới hội nhập sâu rộng, chúng ta mong muốn thu hút ngày càng nhiều hơn chất xám của người Việt ở khắp năm châu đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước. Và chúng ta đặc biệt trân trọng những đóng góp đến từ những người con xa quê đã trở về quê hương, như những dự án từ phát triển kinh tế đến bảo tồn văn hóa của doanh nhân kiều bào Nguyễn Nga. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian cho chương trình. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. IPP cùng phát triển bền vững.